Chào mừng quý cô chú anh chị đã đến với kênh Túi Nhà Nhật Cần Thơ ạ. Hôm nay thì Túi Nhà Nhật Cần Thơ về rất nhiều túi mới. Em sẽ quay video chai cho quý cô chú anh chị, em không cần động form luôn. Có nghĩa là em hiện tại chưa biết cái sản phẩm nó như thế nào luôn á. Chỉ có biết là đã làm giá dựa trên cái chất lượng của sản phẩm. Và em đưa ra những cái thông số về chiều dài, chiều rộng và chất da, cũng như những cái nhãn hiệu có liên quan tới sản phẩm. Quý cô chú anh chị mình có thích sản phẩm nào thì inbox liền qua Zalo cái số điện thoại phía dưới tiêu đề, hoặc mình gọi điện thoại trực tiếp qua cái số điện thoại phía dưới tiêu đề giùm em nha. Thì đầu tiên em sẽ lên những cái hàng mới về, bao gồm là ba lô, bao tử, túi nam, cặp nam. Còn phía sau video thì em sẽ sale những cái túi dành cho các chị nữ, cũng như những cái túi độc lạ. Thì đợt này em về ba lô, bao tử và túi nam rất là nhiều. Thì đầu tiên em sẽ có một cái bao tử màu này, là màu bò, và kích thước của nó khá là to. Bao tử này, ngang của bao tử là 22 và chiều cao của nó là tầm khoảng 35. Đối với cái chiếc bao tử này thì đối với cái chiếc bao tử khá là to như thế này thì các anh mình có thể quẩy ngang cái bụng, hoặc là mình có thể đeo một vai cũng được nha, ok nha. Thì đối với bao tử rất là dễ xài, các anh cũng được, hoặc là các chị nữ cũng ok. Em quay không có độ phơm như thế này thì cái thứ nhất là em sẽ kiểm tra được các cái khoen khóa cũng như là cái phần lót ở bên trong, mọi người sẽ thấy rõ hơn. Còn về muốn độ phơm như thế nào thì những cái mà em cảm thấy là độ phơm nó đẹp hơn thì em sẽ độ sơ sơ dành cho mọi người nha. Đây, chẳng hạn như túi em mới về, em chưa vệ sinh gì cả, thì trước khi em đi giao cho khách em sẽ vệ sinh kỹ càng và kiểm tra lõi lại một lần nữa nha. Bên trong sẽ lót vải sạch đẹp và mình có dập nhãn hiệu ở trên cái chiếc túi nè. Chất da thì dày bịch, quá đẹp. Khoen khóa thì phía đây nó có bị oxy quá một tí xíu. Thì chiếc túi này em đảm bảo có chất da đẹp, da thật, độ mới khoảng 80%. Này, khoen khóa nha. Phía ngoài nó có một cái ngăn và mình sẽ là lót vải sạch đẹp hết luôn. Bên trong sẽ có hai hệ thống ngăn. Đây, toàn bộ sẽ dập hiệu ở trên cái miếng vải lót ha, có dần khoan khóa. Cái phần khóa ở phía trong này thì khá là mới, chưa có bị oxy quá. Dập hiệu trên cái miếng da luôn, rất là đẹp ha. Đợt này ba lô bao tử em về giá ngợi cho nên em bán giá rất là mềm. Quan sát thì nó phối ở đây là chất da to ha, đây là vải bố. Thích cái bao tử ở đầu video lên giùm em mã 4187 590.000, 4187. Rồi, em có một cái ba lô màu xanh dương. Ba lô này thì mình có một cái quai sắt nha. Đó, ở phía sau thì cái phần túi này mình có thể làm hai kiểu. Kiểu thứ nhất là các chị mình có thể đưa cái dây dài này để mình quải chéo khi mà mình đi xe máy, hay là mình thích quải chéo cái kiểu quải chéo hơn là xách ba lô thì mình sẽ kéo cái dây dài ra để mình có thể quải chéo ha. Cái thứ hai nữa là mình rút cái dây này lại, mình làm cái dạng mẫu ba lô. Chất da của nó quá đẹp, độ mới chiếc túi này rất là cao. Rồi, mình sẽ có cái phần ở phần quai sách thì phía trên đây nó có thêm một cái phần miếng da để tạo độ chắc chắn cho túi nè. Mình quải mẫu dạng ba lô như thế này. Ở phía sau của túi thì nó sẽ có một cái ngăn lót vải sạch đẹp, khoen khóa thì vàng ươm, chất da giùm em nè, độ mới cao. Ở phía trước thì nó sẽ làm cái mẫu có những cái đinh ốc sáng bóng đó, rất là đẹp, độ mới rất là ok nha. Ngang của cái ba lô này tầm khoảng 33 và chiều cao của ba lô là tầm khoảng 35, 33 x 35. Phía ngoài nó có một cái ngăn nữa, lót vải sạch đẹp. Bên trong cái ngăn chính nó có khóa kéo và lót vải sạch đẹp luôn nha. Ở đây, khoen khóa. Màu vàng sáng bóng luôn. Có khá là nhiều ngăn dây kéo, lót vải nè, mới tinh tươm ha. Cái mẫu ba lô này khi mà mình độn lên á thì nó sẽ nó ra dạng là bốn góc vuông vuông ha, rất là đẹp nè. Rồi, mình đựng đồ thì chỗ này nó sẽ phơm cứng cái ba lô lên. Góc cạnh vẫn còn khá ok, mới, đẹp. Ở phía dưới thì cái phần đáy nó sẽ làm thêm những cái miếng da để tạo độ chắc chắn khi mà mình sử dụng á. Đáy thì ngang hồi nãy em đo là tầm khoảng 33 đó. Khoen khóa thì vàng ươm. Cái ba lô thì em về hình như màu xanh dương chỉ có cái này thôi, còn lại là thường màu đen, màu bò, màu trắng cũng có vài cái ha. Màu xanh dương mà độ mới cao thì chỉ có chiếc này.
Nếu mà trong bộ sưu tập của mình chưa có màu xanh dương thì lấy cái mã giùm em là 4226 509 4226. Quá đẹp. Rồi em tiếp đi ha, một hồi em sẽ để vào trong cái sao. Cái ba lô màu đen. Wow, cái ba lô này cái form khá là xinh nè. Em mới về luôn á. Mẫu đẹp quá. Em đo kích thước nha. Ngang của ba lô là tầm khoảng 30 và chiều cao của ba lô tính từ đáy lên là tầm khoảng 35, 30 x 35. Cái form của nó sau khi độn thì nó sẽ mẫu vuông vuông ở phía trên. Đây là một cái ngăn nè. Bên trong mình lót vải sạch đẹp giùm em. Rồi khi mà mình độn cái form lên thì nó như thế này. Khá là xinh nè. Ở phía ngoài thì nó có làm thêm những cái mẫu như họa tiết ha. Ví dụ như họa tiết hình ngôi sao, có logo nhập trên cái miếng kim loại nè. Họa tiết ngôi sao và những cái họa tiết đinh ốc nè. Đẹp ha. Đó, em độn chưa có kỹ nha. Ở phía sau này thì nó có thêm một cái ngăn lót vải sạch đẹp. Dây của nó thì nó phối da và vải dù, có thể tăng đưa được. Hệ thống khoen khóa đều có cái chất chống oxy hóa hết rồi. Màu đen thì dễ xài. Góc cạnh ở phía dưới này nè, mình thấy nó có làm thêm một cái miếng da. Góc cạnh chỗ này nó làm cứng cái phần dưới đáy nha. Đó. Cái ba lô này nhỏ nhỏ gọn gọn, 30 nhân cho 35 cũng vừa xài ha. Bên trong thì mình lót vải sạch đẹp thôi, không có vấn đề gì đâu. À, thích cái mã sản phẩm này, lên giùm em. 4227 giá 590, 4227. Rồi, đây cái mẫu ba lô. Khá xinh. Độ mới cao. Em có một cái ba lô màu. Màu này là màu hồng. Dành cho các chị ha. Nó đẹp quá. Độ mới của chiếc túi này thì không bằng hai chiếc hồi nãy. Tầm khoảng 80% thôi, nhưng mà cái màu quá đẹp. Mình có một cái dây sách ở phía trên, ở phía sau là hai cái dây ba lô. Khoen khóa thì đồng giả cổ, đồng cổ ha, khoen khóa đồng cổ nè. Rồi, bên trong nó có hai cái ngăn phụ ở ngoài, lót vải sạch đẹp nè. Rồi cái ngăn khóa chính thì hai hệ thống khóa kéo giùm em. Rồi, đẹp quá. Đây nó là cái gì đây? Made in Bangladesh. Một cái chiếc túi đến từ Bangladesh, made in Bangladesh ha. Nó dập hiệu ở trên cái miếng da. Độ mới ở phần lót thì mình thấy nè, quá trời ok luôn. Nó có một cái ngăn nhỏ ở bên trong, lót cực kỳ sạch đẹp. Khi mà mình độn cái form này thì nó mẫu tròn tròn dễ xài ha. Nó mình đựng thấy vậy chứ mình đựng khá là nhiều đồ luôn nè. Hai hệ thống khóa kéo giùm em. Xinh nha. Rồi em đo kích thước cái chiếc túi nè. Ngang là tầm khoảng 30, cao lên chắc cũng cỡ 30 luôn, 30 x 30. Một cái mẫu ba lô nhỏ gọn xinh xinh, da thật. Rồi thích cái ba lô màu hồng này, đến từ Bangladesh, lên giùm em mã 4231 509 4231. Rồi em có một cái chiếc túi nam, kéo nam ha, màu xanh. Màu xanh này chắc là màu xanh bạc hà quá. Ngang của túi là tầm khoảng 26 và cao lên của túi là tầm khoảng 26 x 28. Ở đây là dính bụi ha, trong quá trình dính bụi nè, em sẽ vệ sinh kỹ. Rồi cái phần này độ mới tầm khoảng 80%. Bên trong lót vải sạch đẹp giùm em. Dây của nó thì khoen khóa chỗ này có bị oxy hóa một tí xíu nè. Đó. Dây nó sẽ phối với vải bố nha. Nó có dập hiệu trên cái phần dây luôn. Dây là kèm theo túi cho nên nó dính chặt luôn nè. Nó phối hai màu ha, màu xanh và màu nâu. Bên ngoài thì nó có một ngăn và bên trong nó có ngăn chính. Dập hiệu trên cái miếng da. Lót vải sạch đẹp và cái mẫu vải lót là mẫu sọc ha. Nó có khá là nhiều ngăn nhỏ nhỏ ở bên trong. Đó, có ngăn khóa kéo nhỏ bên trong luôn. Rồi,
chiếc túi này Estée Honber gì đó. Thích chiếc túi màu xanh bạc hà, lên giùm em mã 4120, giá 390.000 4120. Nó sẽ phối ở đây là cái phần da nè, da nè, da nè, phần này là vải nè ha. Nó phối da với vải. Rồi, em có một cái đeo chéo nam màu đen. Một cái túi đeo chéo màu đen của Playboy, nhỏ nhỏ gọn gọn. Ngang của túi là tầm khoảng 24 và chiều cao của túi là tầm khoảng 23. 24 x 23. Thương hiệu nó dập ở đây, Playboy. Màu đen, chất da đẹp, góc cạnh cũng ok ha. Nó sẽ phối giữa hai loại da, ở đây da có họa tiết và ở đây da lì nè. Màu đen, toàn bộ là da bò hết giùm em. Rồi, khoen khóa thì sáng bóng. Dây của nó cũng phối với vải và có dập hiệu ở chỗ này, phối với vải dù dập hiệu Playboy ở đây. Bên ngoài nó có một cái nhăn lót vải và bên trong phần vải lót nó có dập nhãn hiệu Playboy. Thường á, những cái nhãn hiệu túi nam mà hiệu Playboy á, thì mọi người yên tâm về cái chất da ha, cái chất da của nó quá đẹp. Trên phần vải lót nó có cái thương hiệu ở đây, Playboy ha. Lót vải màu xanh, có ngăn khóa kéo và toàn bộ là đều là dập Playboy hết, dập hiệu hãng Playboy hết luôn. Túi, những cái túi mà chất nhỏ nhỏ gọn gọn như thế này thì các anh xài thoải mái ha. Mình đeo chéo, đeo chéo hoặc là mình để trong cốp xe cũng khá là gọn, sạch đẹp. Đó. Chiếc túi da thương hiệu đến từ Playboy. Nếu thích cái chiếc túi này lên giùm em mã 4106520, 4106, chất da quá đẹp. Rồi, em có một cái bao tử màu đen. Em đo kích thước của bao tử này. Ngang của bao tử tầm khoảng 20. Chiều dài của nó là tầm khoảng 33. 20 x 33. Màu đen, dễ xài ha. Khoen khóa thì những cái chỗ kéo này có bị oxy hóa một tí nè. Bên trong lót vải nè. Nó có khá là nhiều ngăn nha. Đối với cái chiếc túi này thì nó có 4 ngăn. À, bên trong lót vải sạch đẹp hết giùm em. Có những cái ngăn nhỏ bên trong có khóa kéo luôn. Này. Chất da thì mình nhìn chất da giùm em ha. Ở ngoài đây nó có thêm một cái ngăn nữa nè. Rồi. Bao tử. Mẫu về cũng dễ sử dụng. Thích cái bao tử đen lên giùm em ạ. 4127 509, 4127. Rồi, có một cái dây kéo nam quá đẹp luôn. Lấy cái em này giùm em nha. Mình không thể nào bỏ qua chiếc túi này. Rồi, đầu tiên là em sẽ có cái mẫu nè. Mình có thể làm hai kiểu. Một là mình xách, hai là mình đeo chéo giùm em ha. Đó. Dây đeo chéo có thể tăng đưa. Và nó phối da với vải bố. Nè, phần da. Vải bố. Cái chất da của chiếc túi này thì quá mới. Độ mới trên 90%. À, dây của nó và phần quay sách của nó cũng ok, khoen khóa còn sạch đẹp. Nó làm những cái họa tiết đường chỉ nè. Phía dưới góc cạnh thì nó có bo thêm cái miếng da phần góc cạnh giùm em ha. Đây là cái mặt, một mặt, mặt thứ hai. Các anh mình có thể xài mặt nào là mặt trước cũng được nha. Rồi, đối với cái chiếc túi nam thì ngang là 32. Chiều dài của nó tầm khoảng gần 34. 32 x 34 ha. Chiếc túi này thì bên trong mình lót có gì tưởng bên chủ cũ nè. Bên trong nó lót mà nó có họa tiết luôn nè, có ngăn dây kéo nè, hai hệ thống ngăn luôn đó, sạch đẹp ha. Hai hệ thống ngăn. Rồi, khóa kéo này nó ok nè, nhưng mà tại vì giống như là lâu quá mình không có sử dụng á, em sẽ vệ sinh cái túi và mình làm cái phần dây kéo lại trước khi giao cho khách nha. Rồi, em độn sơ sơ cái chiếc túi này. Túi này mà độn lên là khỏi phải chê rồi. Mới, đẹp, phơm dáng nè. Đó. Sang ha, độ mới cao, góc cạnh cũng khá ok. Những cái này khi mà mình độn lên nó khá là xinh. Khoen khóa giùm em. Thích chiếc túi này, lên giùm em mã 3987, giá 700, 3987.
700 thì dành cho một cái chiếc túi nam chất chất như thế này thì quá quá ngại luôn. Em có một cái túi mà có quả tiết, nó là da thật nhưng mà nó dập dập quả tiết cũng khá xinh, màu đen. Rồi chiếc này thì mình chỉ có một hệ thống dây, đó là đeo chéo thôi. Đó. Mình đeo chéo như thế này giùm em nha. Ngang của chiếc túi là 26, chiều cao của chiếc túi là tầm khoảng 28, 26 x 28. Dập hiệu trên cái miếng kim loại nè, nó nhìn cái quả tiết da nó làm độ mới tầm khoảng 80%. Rồi, khoen khóa vẫn còn sáng bóng. Bên trong thì mình có một cái ngăn lớn, lót vải sạch đẹp ha, có rất là nhiều ngăn nhỏ nhỏ, có ngăn đựng thẻ cạc và có khóa kéo gì đó. Phía ngoài này nó có một cái ngăn lót vải. Rồi. Góc cạnh toàn bộ là da hết luôn. Rồi. Thích cái sản phẩm này lên giùm em mã 3981 490 3981. Em lại có một cái đeo chéo dành cho các anh nam nữa nè, màu nâu đất ha. Rồi, túi này thì to hơn, to hơn chiếc túi nãy, ngang tới 32 và chiều cao lên chiếc túi là tầm khoảng 35 32 x 35. Chất da đẹp, nó phối với vải bố nè, đây là màu nâu đất ha, dây của nó cũng là vải bố luôn, nó dập hiệu trên cái miếng da. Đó. Dây mình có thể xách như thế này hoặc mình đeo chéo. Đeo chéo thì có dây đeo chéo đi kèm cùng với cái sản phẩm luôn. Khoen khóa nè, ok. Bên trong thì bên ngoài nó có một cái ngăn hút 500, lót vải hiệu hãng luôn. Đây, một ngăn khóa kéo. Bên trong quá trời nhiều ngăn luôn à. Có một cái ngăn để mình kẹp lại và ngăn khóa kéo dập hiệu luôn. Độ mới cao ha. À, ngăn nhỏ nhỏ mini ở bên trong đây. Ồ, nhiều ngăn thế. Và ở đây nó lại có một cái lớp gọi là chống sốc để các anh chị mình có thể bỏ cái tách rét của mình vào sản phẩm ha. Mình quải đi đâu, quải cái tách rét, iPad gì đó vân vân. Lên giùm em mã 3974, giá 550, 3974. Wow. Cái túi đẹp quá. Mẫu này là cái mẫu lâu lâu em mới về được hàng nè. Da nó, cái chất nó giống như là da mộc vậy đó. Màu là màu bò ha. Ngang của túi là tầm khoảng 32 và chiều cao của túi là tầm khoảng 36, 32 x 36. Chất mộc giùm em nha. Dập hiệu. Đó. Đối với những cái túi mộc thì độ mới không cao, nhưng mà chiếc túi này thì mới tầm khoảng 75 đến 80%. Nhưng mà mình xài quăng quật thoải mái, mình xài biết bao giờ hư ha. Những cái chất da mộc biết bao giờ hư. Bên trong lót vải màu vàng và nó có dập hiệu sản phẩm trên cái phần vải lót nè. Rồi, ở phía trước thì nó có một cái ngăn. Đó, ngăn này thì chỉ là cái nút hút 500 thôi. Bên trong cái ngăn lớn thì nó có ngăn để mình đựng viết, ngăn khóa kéo gì đó, lót vải nè. Các anh chị mình thấy không? Lót vải cũng quá là ok ha. Rồi, mình coi lại cái hệ thống dây kéo. Ồ, còn mượt mà. Đây, mình xách như thế này ha. Quả chéo thì dây của nó đi kèm. Góc cạnh thì tất nhiên đối với phần da mộc thì góc cạnh nó sẽ bị sờn chỗ này. Nhưng mà mình xài rất là chắc nha. Đối với da mộc mình xài hoài không hư đâu. Và nó cứ vậy, nó cứ lên nước càng đẹp. Lên giùm em mã 3968, 590, 3968. Rồi, tới cái cặp đựng laptop. Em có vài cái chiếc cặp laptop. Mẫu này màu xanh dương, màu xanh đen đó chứ, màu xanh đen ha. Và nó phối cái quai sách, phối bính phần quai sách, dập hiệu trên cái miếng kim loại đẹp quá. Ngang của cái cặp laptop này là 40 và chiều dài của cặp laptop là tầm khoảng 30, 40 x 30. Đó. Đây, cái phần hiệu nè. Phía ngoài thì nó có một cái ngăn khóa kéo. Bên trong mình có ngăn lớn và đối với chiếc này thì không có chỗ để mình mắc dây đâu. Không có chỗ để mình mắc dây. Có hả? Có, vậy là cái dây mình sẽ mắc vô, chắc chỉ mắc vô trong cái khóa này quá.
Tại em không thấy ở phía ngoài này, chắc là dây đi kèm tặng kèm thôi với cô chú anh chị ơi. Mình mắc thì mình có thể mắc vô cái mắt xích chỗ này nè, nhưng mà cái phần mắt xích này nó cũng khó đó, cho nên em sẽ tặng kèm cái dây này thôi. Còn mắc như thế nào thì về các anh chị mắc giùm em ở chỗ này ha, tại vì nó dập cái hiệu của hãng ở đây cho nên nó có phần cái cục tròn tròn chỗ này mình mắc khó, nhưng mà xài thì vẫn bình thường. Đây dập hiệu hết luôn. Vậy là em sẽ tặng kèm theo túi một cái sợi dây vải dù ha, dập hiệu nè, Red Radiant Lee ha, có thương hiệu luôn, lót vải sạch đẹp, khoan khóa, xài ok. Nó là một cái chiếc cặp khá đơn giản, nhưng mà chất da mình nhìn giùm em chất da nè, góc cạnh ha, đẹp, màu xanh dương, màu xanh đen, màu xanh mà nó ngả về đen một tí xíu, màu xanh đen ha, khoan khóa nó đều dập nhãn hiệu ở trên đây hết luôn. Rồi thích chiếc túi này lên giùm em mã 4005 650, 4005 650 giùm em. Rồi mình có một cái cặp laptop mà cái màu nó hơi lạ, màu xanh bạc hàm, dập hiệu trên cái sản phẩm Eri gì đó. Cái cặp này thì cái màu của nó khá là chất, dành cho giống như cái màu của mấy anh lính hồi xưa á, mình hay sử dụng những cái chiếc túi mà màu lính vậy nè, màu dạng xanh mặt hà chứ không phải xanh pin nữa. Nó dập hiệu ở đây à, chất da của nó thì khá là mới, có hai hệ thống, hai cái hai bên. Wow, bên trong lót vải đẹp quá, nó bên trong lót vải dập luôn. Rồi ở phía ngoài này thì mình có một cái ngăn nó dập cái hiệu gì, hình cái con rồng phun lửa gì nè, đó quá đẹp. Cái lót thì khỏi phải che rồi. Đối với cái chiếc túi này nó còn nguyên tag EZ gì, có miếng tách da luôn, nguyên tag cái sản phẩm ở trên đó luôn. Những cái chú mà lớn lớn tuổi mình hay thích cái màu dạng màu này á, thì mình hốt ngay con này giùm em nha. Rồi bên trong đi kèm một cái sản phẩm là phần dây. Dây này thì mình mắc vô đâu ta? À mình mắc vô hai cái khóa hai bên. Vậy là cái dây này cùng với đi kèm với sản phẩm luôn, cho nên mình thấy cái màu da nó giống nè ha. Và nó dập hiệu ở trên cái phần vải luôn nè. Đó, đẹp quá. Khoen khóa thì sáng bóng giùm em. Đó là da dây đi kèm nha. Sản phẩm thì bên trong rất là đẹp. Đó, có phần vải lót ở bên trong, có phần khóa kéo và có ngăn đựng laptop luôn. Chiếc túi này thì ngang của nó là tầm khoảng 40 và chiều cao của nó là tầm khoảng 30. Góc cạnh đẹp. Rồi. Thích cái cặp laptop mà còn tab như thế này, màu đặc trưng của các anh lính ha, lên giùm em mã 4014 550 4014. Mốt ngày con đó giùm em ha. Rồi, em có một cái cặp laptop quá chất luôn. Màu nâu đất nha. Còn tát luôn. Cái hiệu của cái Catello của cái hiệu con cá sấu nè. Giống như mình có áo phông con cá sấu thì bây giờ có cái cặp hiệu cũng tương tự như vậy đó. Catello ha, đẹp quá. Có dây đeo chéo, quay sách và chất da của nó quá trời mới luôn. Nó độ mới nha. Góc cạnh của nó cũng khá ok nè, đường nét nè. Kèm theo cái miếng tách da có cái mã code nè. Rồi bên đây thì dây đeo chéo đi kèm nè, khoen khóa có chất oxy hóa hết rồi. Bên ngoài nó có một cái ngăn lót vải dập hiệu hãng bên trong hết luôn ha, sạch đẹp. Ở phía sau này nó lại có thêm một cái ngăn nữa đó. Tất cả đều độ mới cao và chiếc túi này xinh ta, mới tinh luôn. Bên trong nó lót vải sạch đẹp nè, có ngăn để mình đựng laptop nè, chỗ này đựng bút chiếc nè, đựng bóp gì đó vân vân ha. Dập hiệu hãng, có ngăn khóa kéo. Túi này chắc khoảng 30 nhân cho 40 quá, kích thước của nó em thấy tầm giống như cái nãy vậy đó, ngang 40 nè, cao lên là tầm khoảng 30 cho đến 32. Quá đẹp. Cái hiệu hình con cá sấu, chất da bò thật nha, đẹp quá. Rồi hốt ngay con này giùm em, hệ thống khóa kéo thì còn mới tinh tươm luôn. Lên giùm em mã 4013
7994013, tại vì chiếc túi quá trời xinh luôn, không còn gì nữa nè. À, một cái đeo chéo quải dành cho các anh nam mà nhỏ gọn thôi. Chất da của nó đẹp và nó làm cái kiểu cũng lạ nè. Ngang của cái túi là 36 và chiều cao của túi lên tầm khoảng 27, 36 x 27. Chiếc túi này nó có đặc trưng chỗ cái quai sách nè. Anh nào mà thích cái dạng quai kim loại như thế này, mình lấy ngay con này dập hiệu ở đây. Màu của nó chắc là màu nâu mà dạng nâu sô-cô-la, màu dạng sô-cô-la mà dạng nâu đất luôn á. Màu này nó hơi xám xám hơn màu nâu bò nãy nha. Bên ngoài nó có một cái ngăn, bên trong nó quải sạch đẹp. Ở đây có ngăn hút khích 500 luôn à. Rồi, lại có trời, cái túi này ngăn khá là nhiều. À, bên trong lót vải sạch đẹp, dập hiệu. Rồi, đây phần vải lót ha, khá xinh. Coi lại giùm em cái mẫu phơm túi này. Dây của nó là dây vải bố. Lên giùm em mã 4119, 4119. Rồi, em có một cái cặp laptop cuối cùng nữa, rồi em sẽ sale một vài cái túi dành cho các chị nữ nha. Cặp laptop chất da quá đẹp và màu đen. Ngang của cặp là 40 và chiều dài của cặp là 40 x 30. Nãy giờ mình có tới 3 cái cặp laptop 40 x 30 ha. 1, 2, 3. À, mình đựng laptop loại nào cũng ok. Dập hiệu. Nó phối màu đen với những cái họa tiết màu cam nè. Nó dập hiệu ở trên những cái khoen khóa hết luôn. Chất da nhìn giùm em nè. Màu đen khá là mới ha. Mình có thể xách như thế này, hoặc là dây đeo chéo của túi luôn. Dập hiệu tất cả những cái logo ở trên đây. Đó, vẫn còn sáng bóng. Bên ngoài nó có một cái ngăn. Bên trong mình thấy là lót vải nó có hiệu của hãng luôn nè. Rồi, ở đây mình có ngăn để cố định laptop. Độ mới cao. Dập hiệu ở đây. À, dập hiệu chỗ này. Gia công, một cái chiếc túi gia công ở Trung Quốc. Nhưng mà chất da quá đẹp luôn. Phơm dáng ok hết luôn. Rồi, thích cái cặp laptop này lên giùm em mã 4099 509. Rồi, tiếp đến là em sẽ xem một vài cái túi xách tay da độc lạ, da bò vân vân. Đây là một cái xách tay da linh dương, còn cái tag của nó luôn nè. Rồi, tag chứng nhận da linh dương nè. Có một cái chiếc túi đến từ Nhật. Ngang của túi là 30, cao lên là tầm khoảng 25. Công sở đẹp, em chưa có động phơm luôn á. Cái phơm của nó như thế này. Da linh dương rất mới, thuộc cái hàng là da độc lạ, rất mới, còn tát luôn mà chưa sử dụng ha. Ở phía dưới nó có 4 cái đinh ốc nè. Phần phía dưới này nó có phần cái lớp lót cứng, cho nên nó mới cố định cái chiếc túi như thế này. Rồi, mình nhìn giùm em khoen khóa nè. Sáng bóng nha. Đó. Rất đẹp, rất mới. Mở ra. Bên trong mình sẽ là có một cái hai cái ngăn khóa kéo. Hai bên này ha, hai bên là cái ngăn không có khóa kéo và ở giữa có một cái ngăn khóa kéo giùm em. Khoen khóa thì màu vàng đồng sáng bóng giùm em luôn nha. Lót vải sạch đẹp. Rồi. Nè. Mình kéo cái sợi dây hai hệ thống khóa kéo và mình kéo xuống luôn. Ngăn khoen khóa giùm em nè. Da linh dương thì mình, những cái anh chị nào mà mình đang săn tìm da độc lạ, da linh dương mình chưa có trong bộ sưu tập thì mình lấy ngay con này rất là mới. Bên ngoài nó có một cái ngăn cũng là có phần nút kích 500 luôn. Con này em đang bán giá là 2.1 triệu. Em sẽ sale trực tiếp cho mình là 1.9 triệu nha. 39581900. Rồi, lên giùm em mã 3958, em sale còn 1.9 triệu. 3958 em sale trực tiếp trên cái video luôn. Rồi, em có một cái chiếc cũng là da độc lạ, da lương. Chiếc này nhỏ gọn xinh xinh. Tất cả những cái túi tiếp theo em sẽ sale đồng giá 350 nha.
ngang của túi là 23 và cao lên là tầm khoảng 15, ngang của miệng là tầm khoảng 17. Nè, đây là một chiếc da lươn da độc lạ. Tiếp theo em sẽ sale toàn bộ những cái túi là 350, đồng giá 350 hết. Da lươn ha, mình chưa có chiếc da lươn thì mình lấy ngay con này. Độ mới tầm khoảng 80% nhưng mà nó thuộc hàng là da độc lạ nha. Độ sáng bóng đã lên nước luôn rồi. Người ta xài qua chỗ này nó lên nước chỗ quay cầm luôn nè. Nhưng mà độ mới của nó vẫn là 80%, vẫn còn khá là ổn ha. Đối với một cái chiếc túi da độc lạ như thế này mà lại là da lươn nữa, da lươn thì mình bảo quản nó phải là bảo quản kỹ hơn những cái chiếc túi da bò khác nha. Tại vì cái chất da của nó mỏng hơn và nó thuộc hàng da độc lạ, mình phải xài kỹ kỹ một tí xíu giùm em. Chiếc túi này em đang sale với giá là 350, mã giùm em là 3855, thuộc da độc lạ da lươn, 350 3855. Các cô các chị mình xách tay như thế này ha. Màu vàng. Rồi, 350 luôn. 350 dành cho một chiếc da bò màu xanh dương. Ngang của túi là 30 và cao lên là tầm khoảng 20. 30 x 20, góc cạnh nè, chỗ này mình phơm ha. Độ mới tầm khoảng 80 đến 85%, rất mới. Chỗ này. Màu xanh dương, khoen khóa, sáng bóng giùm em. Bên trong mình lót vải nè. Ở túi này em chưa có độn kỹ phơm luôn á. Mình khi mà mình xài lên thì những cái góc cạnh nó sẽ thẳng hơn. Chỗ này em chưa có độn cho nên mình sẽ cảm thấy là góc cạnh mình chưa có thẳng lắm ha. Nó còn hơi bo góc cạnh một chút xíu. Mình về khi mà mình sử dụng một khoảng thời gian á thì góc cạnh nó sẽ ổn lại như cái phơm của cái túi thôi. Đó. À, nhìn đẹp quá. Dây mình có thể tăng đưa được nè. Dây đeo chéo có thể tăng đưa giùm em nha. Rồi, nó có hai cái cham da cắt như thế này. Chiếc túi này đang bán giá 390, em sale đồng giá 350. Lên giùm em mã 3911. 350. Lên giùm em mã 3911, sale 350. Rồi, em có một cái đeo chéo thương hiệu màu đen. Đeo chéo này chất da quá đẹp. Ngang là 24 và cao lên là tầm khoảng 16, 24 x 16. Nó là thương hiệu là Maritina của châu Âu này ha. Nó dập ở trên cái miếng kim loại. Chất da của nó mới, góc cạnh ok. Cái phơm của nó là phơm tròn tròn. Cái mẫu dạng mà tròn tròn khi mà mình sử dụng lên á thì cái phơm dán nó sẽ đẹp lên liền. Rồi, dập hiệu ở đây. Có cái khoen khóa và có hiệu ở trên cái phần khóa kéo luôn. Ở phía sau của nó có một cái ngăn nhỏ nữa. Lót vải sạch đẹp hết giùm em nha. Dây của nó là dây da luôn, có thể tăng đưa được. Mình thấy một cái chiếc túi nhỏ gọn như thế này nhưng mà mình xách mình đựng được ví tiền dài, điện thoại, mình đi đâu quăng quật thoải mái ha. Khá là ok, khá ổn. Chiếc này em đang bán giá 430, em sale trên video này 350. Lên giùm em mã 3902, 350k. 3902, em sale trực tiếp 350. Hốt ngay con này giùm em ha, 3902, 350. Quá đẹp. Rồi, cái cườm. Cái cườm xinh như thế này mà tại sao tới giờ các cô vẫn chưa lấy cái cườm này ta? Đẹp quá. Cườm này mình đi tiệc được nha, độ mới cao luôn nè. Đó, những cái góc cạnh khi mà mình xài á, nó sẽ để đồ vô á, nó sẽ đứng cái túi mình lên liền luôn á. Đó, chỗ này là em độ ít ít thôi, cho nên cái phần túi cườm này độ mới khá là cao, khoảng 90% luôn. Toàn bộ phía bên trong là vải nè, nó kết cườm nè và không mất hộp nào luôn. Đó ha, mình zoom cận cảnh ha, phía dưới đây là vải và nó đã làm cứng, phần vải cứng ha. Quá đẹp góc cạnh nè. Rất là mới. Em thích nhất là đối với cái chiếc túi này, cái phần ở phía trên nè, nó làm bo cái kiểu sang trọng ha. Và cái chỗ tay cầm mình nhìn giùm em nè. Nó là phần nhựa, nhựa cứng. Nhựa cứng mà nó làm cái túi của mình rất là sang ha. Chiếc này thì mình đi tiệc ổn nha các cô. Ngang là 30, cao lên là tầm khoảng 20, 30 x 20. Đối với cái phần nắp á, thì mình sẽ có một ngăn nè. Hai ngăn có khóa kéo giùm em luôn. Đó, bên trong lót vải sạch đẹp, có những cái ngăn nhỏ nhỏ ở bên trong.
Rồi, chiếc túi này em bán giá là 490. Em sale giá chốt ở đây là 350. Lên giùm em mã 3419, em sale giá 350. Em ghi lại để nhớ giá sale ha. 3419 350. Rồi, một cái túi cườm đi tiệc. Đi tiệc vẫn được nha, độ mới khá cao. Các cô trung niên mình hốt ngay cái chiếc túi cườm này giùm em đi. Quá mới mà. Rồi một cái chiếc túi lại là da độc lạ, đó là da lạc đà ha, da lạc đà. Nó phối đan như thế này, bên trong là phần vải nè, nó đan, da lạc đà nó đan lại nha. Nó là màu cam, dưới đây là màu hồng. Nó làm cái form rất là xinh luôn. Đây cũng là da lạc đà luôn nè. Nó buộc lại ha, làm cái kiểu cắt ra. Da lạc đà. Nó cái cham này nhìn quá vệ sinh luôn, mình về mình mở ra mình xài cho cái túi khác cũng đẹp luôn. Đối với cái túi này thì bên hông nó lại có cái ngăn phụ nè. Đó, ngăn phụ nè ha. Rồi, cái mẫu của nó là mẫu dạng bầu bầu, bên trong mình lót vải bố. Đây, nó có cái hiệu gì đó của con lạc đà gì đó. Rồi, cái túi này thì ngang của nó là tầm khoảng 33, cao lên là tầm khoảng 18 thôi, 33 x 18. Da độc lạ, da con lạc đà nha. Chiếc túi này em sale giá chốt 350. 350 giùm em. Lên giùm em mã 3542, giá 350 dành cho một cái da độc lạ. Da con lạc đà 3542, sale 350. 3542. Rồi em còn khoảng 3 chiếc túi sale nữa là 3-4 chiếc túi sale gì đó. Rồi tới các anh nam nè. Mình lấy ngay cái đeo chéo màu nâu đất, ngang của túi là tầm khoảng 26 và cao lên là tầm khoảng 30, 26 x 30, em chưa có độn phơm kỹ nè. Bên trong lót vải sạch đẹp của một cái thương hiệu đến từ Nhật ha. Rồi, ở bên trong nó có dập hiệu luôn. Chất da của nó phối, đây là da lì, đây là phối quả tiết. Dập hiệu ở đây. Bên ngoài nó có một cái ngăn khóa kéo. Dây của nó là vải bố phối với da. Chỗ này là da góc cạnh cũng còn khá ok nè. Rồi chiếc này em sale trên tại cái video ngày hôm nay 350 4052. Rồi, lên giùm em mã là 4052. Em sale giá 350, 4052. Đó, đẹp. Rồi một cái chiếc túi nam sale nữa nè. Quả tiết, làm quả tiết nổi nè, dạng ô vuông. Ngang là 30, cao lên là tầm khoảng 35, 30 x 35. Bên ngoài nó có khá là nhiều ngăn. Đó, một ngăn, hai ngăn. Phía sau một ngăn nữa là ba ngăn. Quả tiết mình làm thấy chất da nó làm quả tiết nổi nè. Chiếc túi này thì nhìn rất là chất luôn. 30 nhân cho 35. Mình có thể làm hai hệ thống, một là mình xách như thế này, hai là mình đeo chéo nha, đeo chéo giùm em. Đó. Chiếc túi này thì nó có một cái lỗi ở đây. Nó bị sứt cái chỗ này rồi, các anh chị mình về nếu mà mình có thể thay được cái này giùm em ha. Cho nên em bán giá rất là mềm luôn. Bên trong lót vải sạch đẹp nè. Túi này đang bán với giá 390 là do nó lỗi thế đó, cho nên em sale giá là 250. Rồi, lên giùm em mã là 3259 250. Em đã báo lỗi chỗ này nha. Là cái phần khóa chính nè, chỗ này nó bị mất cái chỗ kéo rồi, cho nên về mình thay cái dây giùm em, hoặc là mình móc cái gì vô giùm em. Đó. Rồi, mã là 3259, giá 250. 3259, giá 250. Em lại có một cái dây chiếc cườm. Em sale chiếc cườm này luôn, 350 luôn. Mã 3228, 350, rất mới, đi tiệc, ok. Cườm toàn bộ full, toàn bộ trước sau cườm và dây sách là cườm hết luôn. Cái quả tiết ở cái mặt trước nè, quả tiết ở mặt sau nè, toàn bộ cườm không mất hạt nào luôn.
Ở phần phía trên là mẫu cốp và nó có họa tiết hoa văn cổ điển màu bạc ha. Rồi, ở đây bên trong lót gấm sạch đẹp luôn. Chiếc cườm này nó nhỏ xinh xinh thôi. Ngang của nó là tầm khoảng 20 và cao lên là khoảng 15. 20 thì mình đựng được ví tiền dài và điện thoại giùm em nha. Mã cườm này thì thích cái mã cườm lên giùm em mã là 3228, em sale giá 350, 3228. Rồi, vậy em kết thúc cái video ngày hôm nay nha. Hy vọng rằng trong video sẽ có những cái sản phẩm phù hợp với quý cô chú anh chị. Mình có thể theo dõi cái kênh Túi Gia Nhật Cần Thơ phát sóng video mới nhất vào 12 giờ và 19 giờ hàng ngày. Rồi, chúc quý cô chú anh chị có thể lựa chọn được những sản phẩm ưng ý nhất ạ.